chớp ngân thù. Tin mới nhận lúc 14 giờ ngày 2 tháng 7 của giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Khải cho biết ca phẫu thuật cắt bỏ khối u phổi của Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thành công, sức khỏe ổn định và sẽ sớm trở về nước trong vài ngày tới. Đến lúc này có rất nhiều thông tin trái chiều về tình hình sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Infonet vừa trao đổi với giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Khải, thành viên Ban chăm sóc bảo vệ sức khỏe Trung ương. Giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Khải cho biết, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang điều trị bệnh bên Paris, Pháp. Đại tướng Phùng Quang Thanh đi sang Pháp chữa bệnh từ ngày 24 tháng 6. Trước khi đồng chí Thanh sang Pháp điều trị, chúng tôi có hội chẩn kiểm tra sức khỏe 3 đến 4 lần và phát hiện một vết sẹo trong phổi. Vết sẹo này là do vết thương hồi chiến tranh chống Mỹ. Khi đó đồng chí Thanh bị tai nạn ô tô và đập ngực vào vô lăng xe ô tô. Trước khi sang Pháp chữa bệnh, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã được chúng tôi kiểm tra sức khỏe nhiều lần, nhưng không thấy dấu hiệu gì đặc biệt, không áp xe, không ung thư. Nhưng cách đây khoảng 2 tháng, đồng chí Thanh bị ho ra máu, mỗi ngày một ít. Chúng tôi đã cho sinh thiết ở phế quản, tương ứng nơi ra máu, nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì. Sau đó, đồng chí Thanh được Đại sứ quán Pháp giới thiệu sang Pháp chữa trị. Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại của Đại tướng Phùng Quang Thanh như thế nào, giáo sư Khải cho biết, cho đến ngày hôm nay, ngày 2 tháng 7, thì tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ bên Pháp gửi về. Hiện đồng chí Thanh đang điều trị ở Pháp, đi cùng còn các bác sĩ bên quân y. Tuy nhiên, cho đến lúc này, 2 giờ chiều ngày 2 tháng 7, thông tin tôi mới nhận được từ ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng Ban chăm sóc bảo vệ sức khỏe Trung ương, thì đồng chí Thanh đã được phẫu thuật và cắt bỏ khối u trong phổi đã thành công. Ngày 30 tháng 6, sức khỏe của đồng chí Thanh đã hoàn toàn ổn định, không có diễn biến gì xấu và tới đây sẽ về Việt Nam. Lý do tại sao đồng chí Thanh không sang nước khác điều trị mà lại phải sang Pháp? Giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Khải nói, việc cán bộ cao cấp đi nước ngoài chữa bệnh là chuyện rất bình thường, không có gì ghê gớm cả. Đồng chí Thanh đang sang Pháp chữa bệnh vì bệnh viện bên Pháp chữa giỏi bệnh u phổi. Theo giáo sư Khải, phía Việt Nam đã gửi hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm chụp phổi sang Pháp để kiểm tra nơi bị sơ phổi. Hiện kết quả vẫn chưa được chuyển về Việt Nam. Không có chuyện Đại tướng Phùng Quang Thanh sang thăm Pháp mà đi chữa bệnh. Không có bệnh viện nào mới phẫu thuật cho bệnh nhân xong lại cho người bệnh đi dạo chơi hóng mát ở ngoài đường cả. Anh vẫn hành quân trên đường ra chiến dịch, mẹ được về bước theo đoàn lo đến giờ. Anh vẫn hành quân lưng đèo qua vai xuôi, sung vào đầu anh vui, anh đi khắp thiên đường. Trời đến tiếng mây trời, gió đang đèo chiến thắng, thiên thắng còn nhau anh thắng. Thiên đường thời gian mai xa, thời gian vẫn còn kia cơ, còn kia cơ. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người rất đau.